Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện vì sao chỉ với bánh chưng bánh dày mà Lang Liêu lại được nối ngôi vua Hùng. Vua Hùng chọn thức quà giản dị của vị công tử nghèo khó, ít quyền thế, thua thiệt đủ bề để dâng cúng tổ tiên cha mẹ. Chiếc bánh dân dã chứa trong đó triết lý nhân sinh của đất trời và lời nhắc nhở của thần linh về phương đạo trị quốc khiến dân an thái bình. Truyền kể rằng, sau khi phá được giặc Ân, Hùng Vương cho triệu 22 vị quan lang công tử lại, muốn truyền ngôi cho người nào tỏ được lòng hiếu thuận, cung tiến tổ tiên thức ngon vật lạ. Bấy giờ, có vị công tử thứ 18 tên gọi Lang Liêu, mồ côi mẹ từ nhỏ. Xung quanh lại chẳng có nhiều thuộc hạ giúp đỡ, trong khi các anh em khác đang ra sức phái người đi khắp trong vùng truy tìm chân cam mỹ vị, thì Lang Liêu chẳng biết xoay sở ra sao, đêm ngày lo lắng. Một đêm kia, mộng thấy có thần nhân tới nói rằng, trên trời đất và mọi của quý của người không gì bằng gạo. Gạo có thể nuôi người khỏe mạnh mà ăn không bao giờ chán, các vật khác không thể nào hơn được. Nay đem gạo nếp làm bánh, cái hình vuông, cái hình tròn để tượng trưng hình trời đất, rồi dùng lá bọc ngoài, ở trong cho mỹ vị để ngụ ý công đức sinh thành lớn lao của cha mẹ. Lang Liêu tỉnh dậy, mừng rỡ mà nói rằng, thần nhân giúp ta vậy. Nói rồi, bèn theo lời dặn trong mộng mà làm, chọn các thứ gạo nếp trắng tinh, lặt lấy những hạt tròn mày không bị vỡ, vo cho thật sạch, lấy lá xanh bọc xung quanh làm hình vuông, cho chân cam mỹ vị vào bên trong để tượng trưng cho trời đất, vạn vật, rồi nấu chín, gọi là bánh chưng. Lấy gạo nếp nấu chín, giã cho nát, nặn thành hình tròn, tượng trưng cho trời, gọi là bánh dày. Đến hạn, Hùng Vương chuyển các con bày vật tiến lên, xem qua khắp lượt, thấy không thiếu thứ gì, duy chỉ có Lang Liêu tiến dâng bánh chưng và bánh dày. Vua Hùng lấy làm kinh ngạc, Lang Liêu đem giấc mộng thuật lại. Vua đem nếm, thấy ngon miệng không chán, hơn hẳn các thứ sơn hào hải vị khác. Tấm tắc khen hồi lâu, rồi trao giải nhất cho Lang Liêu trong sự ngỡ ngàng của quần dân. Đến ngày Tết, vua thường lấy bánh này dâng cúng tổ tiên cha mẹ. Đạo đức cao thượng, thần nhân giúp đỡ. Thời thượng cổ, con người đạo đức cao thượng, sống hòa nhập với thiên nhiên, kính thờ trời đất và thần linh nên mới có thể giao cảm với thế giới linh thiêng ở tầng cao hơn. Vì thế, trong sử sách ta hay bắt gặp những chuyện thần tiên hiển linh giúp người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể được gặp thần và được thần giúp. Chỉ có những người tu luyện, vua chúa quan lớn hay những người có đạo đức rất tốt đẹp mới được thần tiên hiển linh giúp đỡ. Gần đây nhất, có Lê Thánh Tông, xa hơn nữa là vua các triều Đinh, Lê, Lý, Trần đều có ghi lại thần tích hiển hiện. Vậy chứng tỏ rằng Lang Liêu chính là chân mệnh thiên tử, có đức cao được trời bảo hộ và đã ăn bài để Lang Liêu nối ngôi báu nên mới giúp đỡ ông chu đáo như vậy. Nhưng nếu thần linh đã nhọc lòng giúp đỡ thì sao lại giúp cho làm có hai chiếc bánh mà không phải là điều gì đó to lớn hơn? Bánh chưng, bánh dày là biểu hiện bên ngoài của việc truyền thừa nền văn minh của thần. Thời đại văn lang là nền văn minh được thần linh truyền lại qua thể hiện của sự kết hợp giữa long tộc và tiên tộc, long quân và âu cơ. Vì lẽ đó mà các vị lãnh đạo tối cao của nền văn minh này đều là thần. Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân hay nửa người nửa thần, các đời vua Hùng sau Long Quân, hay chỉ ít cũng là người đạo đức cao thượng
và thành kính tu luyện, nên lúc nào cũng có thể giao cảm với thần linh. Vậy nên nhờ đó mà quốc gia Văn Lang tồn tại gần 2.700 năm, lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam và thế giới, chính là nhờ sự lãnh đạo bởi các nhà lãnh đạo đức hạnh cao thượng và thần linh phù trợ. Muốn kế thừa quốc gia, ắt phải kế thừa đầy đủ nghệ thuật trị quốc của tổ tiên. Vậy thì lấy gì để biểu hiện sự uyên thâm và ứng dụng được nghệ thuật trị quốc ấy? Đại đạo là trí giản trí dị, đạo lớn là rất đơn giản, rất giản dị. Nên thứ mà chư thần truyền cho Lăng Liêu cũng phải như thế. Nó phải là thứ đơn giản nhất, mộc mạc nhất, nhưng gói trọn ý nghĩa to lớn nhất, chung đúc cả một nền văn hóa vào trong đó. Gốc rễ phương đạo cũng là gốc rễ của văn hóa cổ Đông Phương. Nó chính là sự vận hành của vũ trụ thể hiện qua âm dương ngũ hành và quan hệ giữa con người với trời đất, thể hiện qua triết thuyết tam tài, thiên, địa, nhân. Quá trình chuẩn bị làm bánh, gói và nấu chín là quá trình thần thánh được tả từ lúc hỗn độn chưa có thời gian mà sinh thành một vũ trụ hoàn chỉnh, tạo ra thế gian con người và quốc gia Văn Lang. Nhà vua chính là một nhân tố làm cho sự thần thánh ấy kéo dài thêm, đó chính là phương đạo. Khi cắt bánh chưng ra, hình vuông tượng trưng cho mặt đất, ta thấy cả một vùng đất trù phú với năm màu sắc thật hấp dẫn, màu vàng ngà của nhân đậu, tỏa hương thơm, màu đỏ hồng của thịt heo chín, màu trắng ngần của nếp dẻo thơm, màu xanh biếc của lá dong hay lá chuối và chấm đen của thảo quả hạt tiêu. Từ trong ra ngoài của chiếc bánh thể hiện triết lý âm dương tam tài, ngũ hành vốn là những nguyên tắc trị quốc mà một bậc thiên tử phải tuân theo khi thực hành phương đạo giáo hóa nhân dân. Phương đạo trị quốc này có nhiều tầng thứ và đẳng cấp tùy theo năng lực và đạo đức của nhà vua. Màu vàng hành thổ nằm ở trung tâm, tượng trưng cho đất đai cũng như nhà vua và hoàng quyền. Hành thổ còn tượng trưng cho đức tín trong ngũ đức, nhân, lễ, nghĩa, trí tín. Vì thiên tử là bậc tôn quý ngự giữa nhân gian, cai trị nhân dân là cầu nối giữa con người và thần, là người quản lý sự bình yên của mặt đất bằng cách tuân theo mệnh trời và hành đạo, nên tín là đức đầu tiên phải đạt đến. Do đó mới có câu quân vô khí ngôn, tức là vua không nói chơi, vì lẽ tín nghĩa là gốc để cai trị thiên hạ. Để đạt tín thì nhà vua phải có sự trợ giúp của lễ, hành hòa tức là màu đỏ hồng của thịt lợn và nghĩa hành kim mỡ lợn và màu trắng của nếp, một cái tương sinh và một cái sinh xuất giúp cho đức tin của nhà vua đạt đến sự hài hòa. Vì trong triết lý cổ, hài hòa mới là mục đích cần đạt đến. Đức tin của hoàng đế cũng phải hài hòa chứ không trở nên thành cực đoan. Lễ nghi giúp phân chia các mối quan hệ xã hội trên dưới rõ ràng minh bạch, khiến cho xã hội vận hành tốt. Tín nghĩa giúp duy trì sự ổn định của xã hội và giữ gìn đạo đức cho quốc gia. Ngày nào mà lễ nghi và tín nghĩa có thể được hoàng gia duy trì thì ngày đó đất nước vẫn yên bình. Đây là phần căn bản nhất của phương đạo. Ngoài các điều trên ra thì còn có hai đức tính khác nữa quan trọng hơn, nó giúp cho ba hành kia, thổ, kim, hỏa được cân bằng hoàn hảo và cũng góp phần vào duy trì sự ổn định của xã hội và vương quyền. Khi hoàng đế thực hành, nó để đạt đến trình độ cai trị cao hơn, nó chính là đức nhân hành mộc và đức trí hành thủy. Không giống như các vị vua sau này coi việc cai trị như một quyền lợi và quốc gia là tài sản, các hoàng đế thời thượng cổ coi việc trị quốc là một phần của sự tu luyện để đắc đạo thành tiên, thành chân nhân vĩnh sinh bất diệt, nên họ rất chú trọng đạo đức bản thân và duy trì sự hài hòa trong vạn sự. Vì thế, bánh chưng luôn phải dùng nước, thủy để luộc. Xong xuôi, phải xa được màu sắc ngũ hành và màu xanh lá bên ngoài mới được xem là đạt chuẩn.
Nước chính là nguồn gốc của vũ trụ sinh ra vạn vật. Thiên nhất sinh thủy là thứ thể hiện đặc tính của đạo, thứ mà người tu nào cũng muốn đắc rõ nét nhất. Vì có đặc tính của đạo nên nước thể hiện cho trí huệ vô cùng thông suốt mà bậc quân vương phải đạt đến để trị quốc. Đun sôi nước để luộc bánh chính là thể hiện sự thăng hoa của trí huệ mà nhà vua để thấm hết vào trong toàn thiên hạ, khiến cho ngũ hành ban đầu vốn rời rã lúc bánh chưa luộc trở nên biến hóa và hòa quyện vào nhau tạo thành một chiếc bánh ngon tuyệt, thành quả của quá trình cai trị bằng trí huệ. Để có thể thăng hoa về trí huệ, ắt phải dùng củi đốt. Củi là mộc, tượng trưng cho đức nhân và cũng là sự tu dưỡng đạo đức của bản thân vậy. Ngoài ra còn có bánh dày. Bánh rất đơn giản, chỉ làm từ gạo màu trắng hình tròn nằm bên cạnh bánh chưng màu xanh hình vuông. Phải chăng đó là thể hiện sự kính cẩn tuân theo thiên mệnh của nhà vua? Vì đạo trời lúc nào cũng rất gần với chúng ta và bao trùm lên tất cả. Bánh dày màu trắng và bên trong bánh chưng chủ yếu cũng là màu trắng. Rộng lớn hơn nữa, nếu nói bánh chưng là tượng trưng cho quốc gia và thành quả của nhà vua, vậy thì nồi luộc bánh, nồi tròn kim loại chứa cả ngũ hành phải chăng chính là vũ trụ? Nói chính xác hơn, nó chính là tượng trưng cho cái lò luyện đan của người tu luyện, hoàng đế thời thượng cổ. Và quốc gia chính là kim đan mà ông phải luyện thành. Nếu như lò không đủ lửa, đạo đức không đủ và nước không trong sạch và không sôi, trí huệ tối tăm và không coi trọng việc tu đức, thì ắt quốc gia sẽ loạn, bánh hư và kim đan bất thành, tu không đắc đạo. Người đắc đạo duy nhất để kế thừa quốc gia thần truyền. Các đời vua hùng trước vua cha của Lang Liêu đều là những người tu luyện có thành tựu. Cao nhất là Lạc Long Quân, sống đến 420 tuổi rồi thành Động Đình đế quân. Các vua sau tuy không thành tiên nhưng cũng sống rất thọ nhờ tu luyện. Lang Liêu chính là người được chọn vì có trình độ tu luyện cao, có thể câu thông với thần linh và có khả năng thực thi được ý chỉ của trời thông qua hình tượng bánh chưng và bánh dày. Cùng nhau ôn lại chút tích xưa điển cũ bên ly trà dưới gốc mai vàng mà cùng nhớ lại thời oanh liệt cổ xưa của tiền nhân, thời mà con người sống trong đạo đức với sự bảo hộ của thần Phật, quốc gia giàu mạnh vĩ đại với cuộc sống bình an tốt đẹp lâu dài cùng với những vị hoàng đế tu tiên hóa thân thành bất tử. Vâng thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.